Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài học đức tin tựa đề Thomas Edison và Henry Ford. Khi bạn nâng đỡ người khác, chính bạn cũng được nâng cao hơn. Năm 1896, Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện. Ông vừa nghĩ đến việc thiết kế một chiếc xe thì nghe tin một nhân viên trong công ty của ông đã tạo ra một chiếc xe thử nghiệm. Edison gặp chàng trai trẻ này tại bữa tiệc của công ty ở New York và phỏng vấn anh về chiếc xe. Ông thích lắm, ông cũng có ý nghĩ như chàng thanh niên, nhưng ông coi điện là nguồn năng lượng, trong khi chàng thanh niên sử dụng động cơ xăng để cung cấp lực đẩy cho xe. Ông vỗ tay xuống bàn và nói lớn: "Này anh bạn trẻ, chính là thứ đó, anh có nó rồi đó. Tôi nghĩ là đang làm được điều đáng làm. Tôi khuyến khích anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình." Với những lời động viên này từ nhà phát minh được kính trọng nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, Henry Ford đã tiếp tục công việc của mình, phát minh ra xe và trở nên giàu có. Ngày 9 tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của Thomas Edison bị cháy. Ông đã 67 tuổi và thiệt hại quá lớn nên bảo hiểm không thể trang trải chi phí bồi hoàn. Trước khi cho nguội, Henry Ford trao tặng Edison tấm ngân phiếu 750.000 đô la với ghi chú Edison có thể có nhiều hơn nếu cần. Năm 1916, Henry Ford chuyển nhà đến cạnh nhà Edison, và khi Edison không thể đi lại và phải ngồi xe lăn, Henry Ford cũng mua một chiếc xe lăn trong nhà để có thể chạy đua xe lăn với bạn bè và người thầy của mình. Thomas Edison đã khiến Henry Ford tin vào chính mình và từ đó có được một tri kỷ. Bài học: đừng bao giờ ghen tị với thành công của người khác. Nếu bạn không thể thắng cuộc đua, hãy giúp người trước mặt bạn phá kỷ lục. Ngọn nến của bạn sẽ không mất đi ánh sáng khi thắp sáng ngọn nến khác. Thánh Kinh suy gẫm: xin anh chị em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hay vì hư vinh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà xem người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh chị em đừng chỉ chú ý đến lợi riêng mình, nhưng xin hãy chú ý đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giêsu đã có. Philip chương 2 câu 3 đến câu 5. Chúa yêu thương bạn. Amen.